Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về khối không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc, Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ ngày mai thì ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh. Từ ngày 20 tháng 11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh lần này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 18 cho đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Trên biển cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc, từ ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Ở khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh nên từ gần sáng ngày mai cho đến ngày 19 tháng 11 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào rải rác, có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Hiện nay thì gần Biển Đông, siêu bão Man-y đang hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16, từ 184 đến 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 20 km/h. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều ngày hôm nay, thì vùng biển phía đông, khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão, đi qua cấp 10, cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các khu nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Quay trở lại với thời tiết khu vực Nam Bộ, mực nước tại ven biển phía Đông Nam Bộ tiếp tục có xu hướng duy trì ở mức cao. Cảnh báo chiều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát nước trên các sông phía Đông Nam Bộ. Các khu vực trũng thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê, bao phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sớm, sáng sớm và đầu giờ chiều. Cuối cùng, như thường lệ sẽ là những thông tin chi tiết về thời tiết các vùng trên cả nước vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.